chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Xin chào khán giả của chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những lợi ích mà bơi lội mang lại cho chúng ta trong quá trình tập luyện. Thứ nhất, bơi lội trang bị cho chúng ta những kỹ năng an toàn khi ở dưới nước, không gây ra các chấn thương trong quá trình tập luyện. Bơi lội rất tốt cho hệ tuần hoàn, hệ tim mạch, mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái. Thứ ba, là môn thể thao mà kích thích sự phát triển tối đa chiều cao cho trẻ em, rất tốt cho hệ vận động, hệ xương khớp và giảm thiểu nguy cơ béo phì. Trong bơi lội có các kiểu bơi như sau. Thứ nhất là bơi ếch, thứ hai là bơi trườn sấp, thứ ba là bơi trườn ngửa, thứ tư là bơi bướm. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật bơi ếch, bơi trườn sấp, bơi trườn ngửa và bơi bướm. Trước khi bơi chúng ta sẽ đi vào bài khởi động chung. Đầu tiên chúng ta sẽ xoay các khớp cổ tay cổ chân, đổi bên, xoay khuỷu tay, ngược lại, xoay vai, ngược lại, xoay cổ, ngược lại, xoay hông, ngược lại, xoay đầu gối, ngược lại. Tiếp theo chúng ta đến kỹ thuật ép dẻo, ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo là đến ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, đổi chân. 1, 2, 3, 4. Bơi ếch là kiểu bơi cơ bản có từ rất lâu đời. Bơi ếch được mô phỏng động tác bơi dưới nước của con ếch. Kiểu bơi này khá phổ biến với các động tác bơi chậm rãi, hoàn toàn phù hợp với người bắt đầu bơi. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến những lợi ích tuyệt vời mà bơi ếch đem lại. Bơi ếch giúp vận động của chân được linh hoạt, đem lại sự dẻo dai cho xương khớp, giúp cơ bắp săn chắc. Khi bơi ếch, chủ yếu là động tác đạp chân, đặc biệt có tác dụng với sự phát triển của cơ đùi. Bơi trườn sấp có ưu điểm rất lớn. Bơi trườn sấp sẽ giúp các nhóm cơ hoạt động mạnh, tăng dung tích của phổi, khả năng bền bỉ trong lao động, vận động càng nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho hô hấp và làm giảm các cơn hen suyễn, rất tốt cho trẻ em có vấn đề về hô hấp. Bơi trườn sấp khoảng 30 phút đến 60 phút, từ 3 đến 4 ngày mỗi tuần, có thể giúp giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ và tiểu đường. Bơi trườn ngửa là kiểu bơi có kỹ thuật giống với bơi trườn sấp, chỉ khác là cơ thể ngửa ra, phần đầu nổi lên mặt nước, mọi bộ phận còn lại phải ở dưới nước. Kiểu bơi này sử dụng lực của cánh tay, chủ yếu làm bàn quạt, đẩy cơ thể tiến về phía trước, nên động tác phát triển chủ yếu là nhóm cơ cánh tay, nhóm cơ sau bả vai. Bơi bướm là một kiểu bơi khó.
khi học bơi bướm, cần nhớ những nguyên tắc: vai xuống, hông nhô cao, vai cao, hông hạ thấp, để đảm bảo thực hiện đúng các tư thế. Bơi bướm đòi hỏi phải dùng sức ở vùng bụng kết hợp với lực của cánh tay, ngực và lưng nên giúp cơ bắp chắc khỏe, đốt cháy calo, giảm mỡ thừa bụng. Bơi lội được đánh giá là một bộ môn hấp dẫn, tuy nhiên có rất nhiều sự thật thú vị và khá kỳ lạ xoay quanh bộ môn bơi lội mà bạn có thể không biết. Thứ nhất, bơi lội tác động đến tất cả các nhóm cơ chính của cơ thể khi tập luyện, có thể tác động đến hầu hết các cơ mà lại không phải chịu đựng bất kỳ tác động gây tổn hại nào đến khớp. Thứ hai, bơi lội cũng khiến chúng ta đổ mồ hôi. Cơ thể chúng ta được điều tiết sẽ tự làm mát trong những điều kiện nhất định ngay cả khi bơi lội. Điều khiến người bơi lội không nhận ra được họ tiết mồ hôi bởi vì nước đã bao bọc xung quanh, khiến họ dễ lầm tưởng là không bị mất nước. Thứ ba, trẻ em có thể học bơi lội sớm nhất là 2 tháng tuổi. Trong bụng mẹ, trẻ em đã được bơi lội trong khoảng thời gian rất lâu nên đây được xem là phản xạ tự nhiên của trẻ nhỏ. Nên cho trẻ học bơi lội từ nhỏ để giúp cho quá trình phát triển của con nhỏ tốt hơn. Thứ tư, bơi lội đốt cháy nhiều calo hơn so với chạy bộ hoặc đạp xe. Bơi càng lâu thì sẽ càng đốt cháy được nhiều calo. Quý vị khán giả còn chần chừ gì mà hãy tập luyện bộ môn bơi lội mang lại nhiều lợi ích này. Đến đây thì chương trình cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại!